Có lẽ giờ này các bạn còn đang ngủ nhờ. Trời mưa lạnh một chút thôi các bạn ạ. Thật ra bây giờ về thời gian nó cũng khá muộn rồi đấy. Thời gian bây giờ là 6 giờ 31 phút thứ ba ngày 9 tháng 2 năm 2021. Tức là ngày 28 tháng Chạp năm Canh Tý các bạn ạ. Ở mình đây trời mưa ròng rã từ chiều hôm qua. Sáng hôm qua bắt đầu có mưa lất phất, sang khoảng 3 giờ chiều bắt đầu mưa. Để các bạn nhìn nó mưa như nào đây. Rồi mình ra thăm trời mưa cái xem thế nào, xem tình hình mưa gió nào. Mình nghĩ trời mưa này thì đủ ẩm cho cây ăn quả rồi. Mưa thêm là ao, nước ao lên đấy. Không biết các bạn mưa nào. Những trận mưa này thì mình dự báo cách đây 2 tháng rồi. Tháng 12 mình đã khẳng định là trước sau Tết sẽ có một trận mưa. Còn mưa to, mưa nhỏ hay là mưa như nào thì không biết. Nhưng rõ ràng trận mưa này mình đã dự đoán khá lâu rồi. Đây các bạn nhìn này. Vườn nhà mình nước sũng rồi. Vậy chính là trời mưa rất to nhá. Đấy, sũng rồi. Cho nên vấn đề mà thời tiết chúng ta phải cực kỳ chú ý. Chú ý số 1 trong vấn đề làm nông nghiệp nói chung, đặc biệt là cây vải. Trời mưa mình thăm vườn thì vấn đề thời tiết với cây vải Thanh Hà và vải thiều mình đã ra ngoài bên rét lại muốn hoa. Thanh Hà và vải thiều thì rất là thuận lợi trong thời gian vừa rồi, và cơ bản năm nay là Thanh Hà vải thiều rất thuận lợi, cho nên mình vẫn khẳng định là năm nay là vải được mùa. Các bạn nhìn một số cây vải u hồng mình đây. Đấy, u hồng trước cửa nhà mình nhé. Đây, đang ra đây. Đấy. U hồng mình đang ra. Thôi, vấn đề kỹ thuật làm cây vải như nào thì mình nói nhiều. Cũng như anh em ai cũng biết rồi. Đơn giản thôi. Nhưng quan trọng mình nói về vấn đề thời tiết. Thì thời gian gần đây mình không nói về thời tiết lắm. Bởi vì nó tương đối thuận lợi. Không có gì để nói cả. Nhưng nay mình sẽ đề cập vấn đề thời tiết. Tiếp tục chúng ta làm sao cho hợp lý. Đây cây vải, cây bên cạnh thứ hai đây. Cơ bản thời gian vừa rồi là thuận lợi nhé. Rét này. Rất đậm, rất hại. Để cây vải ủ hoa. Sau đó lại ấm. Để cây vải ra hoa. Bây giờ khô ráo thì chúng ta lại có mưa. Trận mưa này quá ẩm rồi, quá đủ ẩm để cây vải không khô, càng ra hoa thuận lợi hơn. Các bạn nhìn này, mưa ướt thành ao như này cơ mà. Bây giờ mình sẽ nêu qua cái tình hình diễn biến thời tiết của mình từ giờ trở đi cho đến giai đoạn nở hoa của cây vải thiều. Hôm nay là 28 Tết, tức là ngày 9 tháng 2 năm 2021. Trời mưa, nhưng từ ngày mai trở đi, trời bắt đầu đẹp dần. Và trời đẹp cho đến khoảng độ 4 tháng riêng năm Tân Sửu, 4 Tết. Mùng 5 trời lại xấu, có thể ẩm ướt. Nhưng mùng 6, mùng 7, mùng 8 trời tương đối khô ráo. Và theo mình nghĩ chúng ta chỉ được vài ngày đấy thôi. Còn từ mùng 9, mùng 10 trở đi, hoặc là mình gọi là lịch dương, cho đến hết tháng 2 dương lịch thì trời âm u nhiều hơn là trời đẹp. Và nó phù hợp với quy luật mà thôi. Bởi vì tháng 2 dương lịch đó là mùa xuân. Đầu mùa xuân thì trời nồm ẩm, chân ẩm ướt, mưa nhiều hơn. Và sang tháng 2 trời lại đẹp nhiều. Sang tháng 3 trời lại khô ráo đẹp. Cái vải, à cái bòng nhà mình đây, cái bưởi nhà mình đây, mình đã rắc lân và kali. Bây giờ tất cả đã nhũ hoa. Tất cả đã nhũ hoa. Bưởi hoàng và bưởi diễn
thậm chí bưởi diễn mình để vài quả để làm quà Tết, hoặc là để gì đó đấy. Để tóm lại là mình làm vả bòng chủ yếu là mình chưa để bán là chính, cho nên mình vẫn để đây, vẫn được vài quả để chơi Tết. Tuy nhiên những cái nụ hoa của nó đã bắt đầu nhú rồi, bởi vì mình rắc lân và kali một thời gian trước. Thật ra mình rắc lân cũng được, nhưng mà mình rắc cả lân và kali, mình vẫn thực hiện cái bài làm của cây đây. Mình vẫn thực hiện cái bài của cây đây, hai cây này đây, mình rắc lân và kali bây giờ bắt đầu nhú hoa rồi. Mình thực hiện cái bài làm của vải sang cây bòng thôi, cho nên mình thấy bòng dễ làm lắm. Đặc biệt hai cây bòng bưởi nhà mình đây không mất mùa bao giờ đâu. Năm 2020 anh em chia sẻ là mất mùa, nhưng bòng mình cũng không mất mùa. Mình đã vặt hết rồi, thì để lại mấy quả kia. Đây mấy quả kia để xem độ trên dưới 20 quả, để làm quà Tết cho anh em họ hàng. Cây bưởi mình đây bắt đầu ra hoa đây. Bắt đầu ra hoa rồi. Mình thấy bưởi này dễ làm quá. Thì qua đây mình thấy cây bưởi rất khó làm. Thì thời tiết từ giờ cho đến Tết, mưa nốt hôm nay, từ mai trời đẹp cho đến mùng 3. Thì từ mùng 1 đến mùng 3 thì chúng ta không phun nước sâu rồi. Bởi Tết mà chúng ta phải chơi. Cho bạn nào mà có nhu cầu phun thuốc sâu, thuốc bệnh, phân bón lá cho vải, thì chúng ta phun vào ngày mai là 29 hoặc là 30, cùng là 30. Còn nếu chúng ta không phun gì thì chúng ta để sang đến mùng 6, mùng 7, mùng 8 chúng ta phun. Nhà mình sẽ để sang mùng 6, mùng 7, mùng 8 mình mới phun các bạn ạ. Bưởi bao nhiêu vải nhà mình là vải ra lượt 2, hoa còn ngắn 1 phân báo cho đến khoảng độ 7 phân. Sâu bệnh mình không có. Đây là cây vải u hồng ở gần cái khu mình gọi là cây mít, cây bòng, cây khế. Lập non rất là non, non chẹt nhưng bây giờ cũng ra hoa. Đây, lập con đỏ cũng đã ra hoa. Cây này ở trên lộc đỏ au các bạn ạ, cũng ra hoa. Đây cây u hồng. Nhà mình chỉ mất mấy cây che nhà thôi. Mất đó là không ra kín tán thôi, còn trên ngọn nó ra hoa các bạn ạ. Còn vải nhà mình năm nay mình nói thì gọi là 100 cây thì ra 50 đôi rồi. Không đếm cây bao giờ, vài trăm cây như ra hết rồi, không sót một cây nào. Đây, hoa khá đẹp. Tại sao vải, cái vải sớm ngoài Bắc mình, tháng 3 u hồng là khó làm quả? Bởi vì tháng 3 u hồng, ví dụ tháng 3, bây giờ là thời gian đang nở hoa, thì chỉ trừ mấy hôm Tết thôi, sau đó bắt đầu trời nồm ẩm rất là nhiều. Trên thời gian nở hoa của tháng 3 u hồng nó trùng một thời gian là mùa xuân nồm ẩm, cho nên vải đậu hoa đậu quả rất là kém. Còn cho anh em trong miền Nam sẽ làm thuận lợi hơn. Đấy. Bởi vì trời nó chỉ đẹp nốt mấy hôm, đây đang nở hoa rồi. Trời nó đẹp nốt mấy hôm nay, từ giờ đến mùng 3 Tết, rồi mùng 6, mùng 7, mùng 8 nó tươi đẹp. Còn trời bắt đầu sau đó từ mùng 9 trở đi, mùng 9 tháng Giêng năm canh là năm Tân Sửu trở đi, thì cơ bản trời chúng ta lại chuyển sang giai đoạn là mưa nồm ẩm rất là nhiều. Đấy, mưa nồm ẩm rất là nhiều cho nên rất là khó làm vải. Thì đó lại mình đã nói qua về thời tiết rồi, thì bây giờ chúng ta làm như nào? Cái vải mình đây, đó là nhà mình tất cả các loại cây ăn quả để ra hoa hết rồi. Bưởi bắt đầu báo hoa, ra hoa. Vải thì đang tháng 3 đang nở hoa, u hồng đang ra hoa dài, thanh hà thì có cây dài 15-20 phân, vải thiều thì nhú báo và ra ăn 7 phân. Thì trận mưa này người Lục Ngạn mình gọi trận mưa vàng, rất thuận lợi. Tuy nhiên trận mưa này nó có thể xảy ra hai trường hợp như hôm qua mình nói, vừa là cơ hội vừa là thách thức để cây đào nở hoa. Cơ hội là cái gì? Là anh em nào khô đồi cao không tưới được như vườn thanh hà nhà mình, thì là cơ hội
Tuy nhiên, một số bạn ở trên vùng cao mặc vải các bạn ra hoa sớm muộn hơn dưới mình, mà chúng ta chưa ra hoa rõ ràng. Bây giờ mưa ẩm ướt này, đột ngột, đột xuất như này, dẫn đến hiện tượng là không may vải chúng ta có thể nhũ lọc. Thì đấy là cái cách thức, cái cách làm như nào. Nếu như các loại vải, đây các bạn nhìn cái vải mình đây, hoa ở trong đấy. Nếu như cái vải sớm, cũng như vải thiều, thì chúng ta phun được thuốc sâu, thuốc bệnh ngày mai, hoặc là cùng năm 30, hoặc sang mùng 6, mùng 7, mùng 8 chúng ta phun. Bởi sau đó trời chủ yếu nồm ẩm, rất có thể sẽ dẫn đến hiện tượng là sâu bệnh phát triển. Với những cây vải sớm thì thời gian nó nồm ẩm ra hoa, như vải này nở hoa thì nó không thuận lợi. Cho nên cái vải sớm, nhất là u hồng, thanh hạ, u hồng, các loại u, thì chúng ta đã ra hoa kém rồi. Bây giờ lại mưa ẩm như này thì nó càng nó sẽ hỏng hoa nhiều hơn. Thì đấy chính là cái thách thức. Còn vải thiều và thanh hà, thời gian mưa nồm ẩm nhiều, từ khoảng độ mùng 8 trở đi, mùng 9 trở đi, chính là hết tháng 2 dương lịch, chính là thời gian vải chúng ta đang nhú hoa, báo hoa nhiều. Năm nay lại được mùa, nhiều bạn có thể không chú tâm làm, hoặc chúng ta chán, hoặc chúng ta nản, chúng ta bỏ, thì cũng có thể là cái thách thức với các bạn, là có thể vải chúng ta sẽ bị sâu bệnh hàng loạt. Đây, các bạn nhìn này, vườn mình nhá, mưa nhiều chưa? Đấy, bị bệnh hàng loạt. Có thể chúng ta sẽ giảm sản lượng. Vậy đấy chính là cơ hội và thách thức đối với tất cả anh em các bạn. Đây, cái vải thanh hà mình đây, cái vải làm lộc đây. Đấy, các bạn nhìn đẹp không? Quá đẹp nhở. Cây vải làm lộc như vừa hoa như này đấy. Đồng ra thăm ao mình xem nước có nhiều không. Đây, mưa nước chảy thành rãnh các bạn ạ. Đây, đây này. Đấy, rãnh nước rồi. Còn mình thăm cái vườn vải thiều mình thì không thăm được đâu các bạn ạ. Ở dưới đất chẳng nhìn thấy gì cả. Cây nó vào đấy, bây giờ trời mưa rồi. Này các bạn nhìn này, các bạn thấy tác dụng của việc để rác để cỏ chưa? Đấy, để rác để cỏ là gì nhỉ? Mưa thì nó không bị dở trôi, và mình tưới nước thì nó giữ lại. Bây giờ mưa nó có trôi đâu, chân vải mình thấm rất đủ. Nhưng tới giờ này thì vải đã quá đủ nước rồi các bạn ạ. Các bạn mà xới sáo sạch sẽ, dọn sạch sẽ, mưa nó rửa trôi đất. Bởi mưa này mà nhân trên đời mà các bạn làm sạch, phát sạch hết cỏ, quét dọn sạch sẽ, đốt sạch, mưa này nước trôi sạch, nó trôi hết rác rưởi của chúng ta, trôi hết các loại phân thun của chúng ta, cho nó đốt lại đấy. Cho nên mình thực hiện biện pháp là làm cỏ, mình không làm cỏ đâu. Còn vườn này bây giờ mình không vào thăm hoa được đâu. Trời mưa mình cầm ô không cầm được hoa này, mà không vào gần được, ướt lắm. Chắc là chưa có nước xuống ao đâu. Vườn mình chưa có nước ao được. Trời mưa này mà hôm qua nhiều anh em còn phun nước sâu. Vừa cháu như mình hôm qua, hôm qua lần tưới vải, hôm qua hôm kia tưới ra phun nước sâu. Chẳng để ý gì thời tiết cả. Thì cây vải, cây cam, cây chanh, cây bồng hay bất cứ cây gì cũng thế thôi. Thời tiết bây giờ là mùa xuân, mưa nồm ẩm, nhiệt độ trên dưới 20 độ, chủ yếu là bệnh sương mai. Cho nên chúng ta vẫn phun sương mai thôi. Đây các bạn nhìn đây. Thì sương mai thì vẫn là những cái dòng thuốc tốt như là Zidomin, Go68VKG. Trong Zidomin thì gồm có hai thành phần Mancozeb và Matelicin. Hai là Aleste. Aleste thì gọi là Fosetin Amelium, Aleste. Thì Zidomin thì nó gọi là nội hấp, nó chỉ sau khoảng 30 phút nó hấp thụ vào rồi. Đây cái hoa vải mình đây. Zidomin của nội hấp cực mạnh, nó chỉ cần sau khi chúng ta phun xong khoảng 30 phút nó đã hấp thụ vào rồi.
Tuy nhiên mà mình phun thì nó càng lâu càng tốt. Thời gian nó phun được càng lâu kéo dài càng tốt hơn. Còn cái Aleste của Fositin Amelium thì cái giống này, cái loại này thì nó ghi là gì? Nội hấp 2 chiều. Nội hấp 2 chiều là gì? Khi chúng ta phun, nó dính vào lá. Lá thấm vào này, lá vàng này, lá đang rụng đây. Khi nó thấm vào lá, lá hấp thụ thì có thể nó cho xuống thân xuống rễ, sau lại ngược sang rễ bên cạnh, lá bên cạnh. Nó nội hấp 2 chiều. Hoặc là chúng ta phun xuống mà phun nhiều nó rơi xuống đất, rễ húp được nó lại đưa lên cây, chính là nội hấp 2 chiều. Còn Aleste nhiều khi là nó phun nó có nhược điểm là nó không cộng được nhiều. Khi phun Aleste chúng ta nên phun một loại. Bởi vì chúng ta phun, chúng ta cộng thêm nhiều thuốc sâu, thuốc bệnh gì đó, nó có thể dẫn đến hiện tượng là nó bị kết tủa đấy các bạn nhìn hoa mình đây. Đấy, hoa mình không hề kèm một chút lọc nào các bạn ạ. Đấy, hoa rất ngắn nhưng mà cục cục là hoa. Trông thì có vẻ là yếu hoa bởi vì nó không có lọc. Bởi vì chúng ta, anh em đều bảo là khi cái vải mà nó hoa nó phải hơi xanh xanh, nó có một chút lá nó mới ra khỏe. Như vậy mình nó chẳng có chút lá đâu cả. Đó là cách mình làm lọc của mình. Chân vải mình không sợ mưa đâu. Chân chia sẻ với anh em là khi mình tưới vải thì những vải lọc già, lọc 2 thì chúng ta sợ mưa ướt, sợ tưới, chứ còn vải lọc 3 mình sẽ không tưới được thôi. Mình tưới bơm đẫm cũng được, nhưng mình không cần tưới. Mình tưới một lần hôm mình rắc lân kali thôi. Còn bây giờ mình đây, mình tưới một lần, vợ mình tưới qua một lần, xong mình tưới một lần. Hôm qua em kia các bạn chia sẻ tưới, em bảo cứ đợi xong mưa đã. Vậy chúng ta tưới phí công không? Và tất nhiên tưới tốt các bạn ạ. Đặc biệt sau này khi cây vải có quả, chúng ta tưới rất tốt. Chuẩn bị mưa mình lại tưới cơ. Như hôm qua là các bạn tưới để cho nó ẩm cây, cây hút chất dinh dưỡng. Nhưng nhiều khi có quả chuẩn bị mưa chúng ta tưới, chúng ta tưới để làm gì? Bởi vì hôm qua các bạn chia sẻ là vải chống khô nất ấy, là khi chúng ta mưa là chúng ta biết rồi, chúng ta tưới thì nó nước của chúng ta nó không được nhiều. Có thể chỗ này ướt đẫm, chỗ kia không ướt thật nhưng mà nó ít hơn. Nhưng trời mưa thì nó ướt đẫm. Còn chúng ta để vải khô quá mà bị mưa thì dẫn đến hiện tượng nó sốc. Ví dụ như quả nó ít chất dinh dưỡng nó không vào, nhưng khi nó mưa cái đất nó ướt đẫm đều thì dẫn đến hiện tượng là nó bị về chất dinh dưỡng quá nhanh, dẫn đến hiện tượng là khô, bị nứt, bị hỏng vỡ các kiểu cả. Còn trước khi mưa chúng ta tưới để cây thích ứng dần. Ví dụ năm 2019 mà thời gian mà 20 tháng 4 hay sao nhỉ, mà nó mưa thì mình 14 bắt đầu mình tưới dần. À, 20 tháng 5 giai đoạn vải mà chuẩn bị nứt đấy, giai đoạn thời gian nứt rất nhiều. Còn đây các bạn bảo vải chị bị sương mai như nào đây, hiện tượng lá rụng. Tuy nhiên vải mình không phải là sương mai các bạn ạ, vải mình lá rụng bởi vì là lá mình nó nhiều, bây giờ thay lá với quy luật thôi, cũng giảm cây có mối. Đấy, trời mưa râm rè các bạn ạ. Ui, những cây cam ghép của vợ như mình này. Đây, tất cả bọn mình đều ra hoa hết nhá. Để các bạn nhìn này, ra hoa cực đẹp luôn. Đấy, về năm nay được mùa chung rồi, cam bồng, cây có mối, cây vải. Mất mỗi là vải sớm thôi, nhưng mình chỉ mất mấy cây vải tháng 3 che nhà thôi. Còn Thanh Hà thì 100% rồi. Vải thiều thì bây giờ cũng 100% rồi, không còn sót cái gì. Thôi tóm lại là hôm nay mình thăm vườn như vậy thì mình chốt lại như sau. Hôm nay, hôm qua và hôm nay trời sẽ mưa. Mưa như nào các bạn đã thấy, mưa rất là to, đất đai đổ thấm. Bạn nào hôm nay ở trên đồi cao, không tưới được mà có nhu cầu muốn rắc phân thì chúng ta rắc. Còn bạn nào ở gần dưới mình thì thôi, chúng ta mà rắc phân lười tưới mà chúng ta rắc, tranh thủ hôm nay chúng ta rắc. Hôm qua mình đã nói trong video ấy, các bạn rắc phân thì rắc. Còn ngày mai là 29-30, nếu chúng ta không ngại gần Tết, chúng ta có phun thuốc sâu thuốc bệnh thì phun. Thuốc sâu thì sâu gì phun đó. Thuốc bệnh thì chủ yếu là sương mai.
Sương mai thì có nhiều thuốc. Zidomingol 68VFG, Aleste, Furiram, Topsin, Mancorep, Zithan, vân vân. Và trời đẹp từ 29 Tết 30, mùng 1, mùng 2, mùng 3. Thì 29, 30 chúng ta phun được thì phun, không phun thì thôi. Còn sang mùng 5 thì trời hơi âm u, ẩm ướt, chúng ta không phun. Sang mùng 6, sau Tết, mùng 7, mùng 8 thì chúng ta phun được trong 3 hôm đấy. Còn sau từ mùng 7, mùng 8 trở đi, từ mùng 9 trở đi là cơ bản trời bắt đầu âm u, ẩm ướt, ròng rã cho đến hết tháng 2 dương lịch. Thì cuối tháng riêng của năm Tân Sửu thì bắt đầu trời đẹp hơn. Cho nên bạn nào mà trong mấy hôm nay gần Tết này không phun nữa thì sau Tết 6-7 chúng ta phun nhá. Phun cho lần thuốc sâu, thuốc bệnh. Còn trận mưa này nó vừa là cơ hội vừa là thách thức. Anh em nào cần nước, thiếu nước mà vải chúng ta ra đẹp rồi thì đó là cơ hội. Còn một số anh em mà vải chưa ra hoa, nó cũng giống như năm 2020, không may qua trận mưa này là thành lộc đấy. Qua đây chúng ta có cách chăm sóc là phù hợp. Còn vải ra hoa kèm lộc, đây cái vải non nhất nhà mình đây. Đây nó được một phân rồi. Vải ra hoa kèm lộc thì chúng ta vẫn sử dụng các sản phẩm MKP 7544. Còn bạn nào mạnh dạn thì có thể dùng HTC 1ml trên 1 lít nước cũng ức chế được. Mà mình đã làm thí nghiệm rồi. Hôm qua mình đã quay. Đây cái vải non nhất nhà mình đây. Mình kéo xuống nha. Nó dựa ra hoa rồi những cành này đây. Đâu nhỉ? Và chào các bạn, mình vén nhà rồi. Cảm ơn các bạn xem video. Ui, các bạn nhìn nước này. Mưa to lắm các bạn ạ. Nước đủ thấm. Chúc các bạn chuẩn bị Tết được tốt. Dọn dẹp nhà sạch sẽ để mấy hôm Tết ăn Tết được vui vẻ, khỏe mạnh nhá. Ôi dồi ôi, mưa dầm mưa dài.